Xin chào các bác. Hôm nay em sẽ giới thiệu đến các bác một dàn Nairai. Thì ở đây em mới bày ra được hai chiếc xúc kép và hai chiếc full các bác nhé. Cả bộ dàn này thì sẽ gồm em sẽ bán hai chiếc xúc kép đi kèm với 8 chiếc full Azay kép 25. Đấy. Con Azay này đến từ hãng TG Audio. Và cái tem trước của nó thì ở bên kia họ gắn Martin London các bác ạ. Còn súp của nó là súp Martin. Súp Martin này do Hồng Kông sản xuất các bác ạ. Đây, Hồng Kông các bác này. Con này rất là khiếp luôn. Con này là bát leo côn 115, đánh rất hay. Em phải nói một câu, một trong những con súp mà em rất ấn tượng. Một câu nhá, em phải nói một câu là rất ấn tượng các bác nhá, về hình thức, về chất âm ở cái súp này. Tại sao em nói về hình thức và chất âm? Cái súp này thì đây em sẽ để cho các bác xem cái hình ảnh của bát. Bát thì nó là sử dụng bát BNC cao cấp, chất lượng khủng khiếp luôn, quá đẹp. Đấy, côn 115. Đấy, còn về cái hình thức nhá, hình thức thì em phải nói là cái súp này thì có thể treo lên được các bác ạ. Súp treo, nếu mà nói đến súp treo thì chắc nhiều bác không biết, nhưng mà những hãng lớn của thế giới thì họ sản xuất súp treo rất là nhiều. Các cái tay để treo này. Đấy. Móc vào nhau và treo lên trên cao. Đây, tay của nó treo dính vào nhau đây. Đấy. Đấy. Những con súp treo này thì có giá thực sự rất đắt. Vì các bác tưởng tượng bình thường nha, một con súp mà nó thiếu các cái thanh sắt ở bên cạnh này. Thiếu các thanh sắt bên cạnh này. Thiếu cái thanh sắt đằng sau này. Nó đã rất là nhiều tiền rồi. Riêng cái bộ lẹp này, một con súp này nó khoảng tầm 2 đến 3 triệu cái bộ lẹp này rồi. Đấy, nên một con súp này rất là đắt. Các bác nhá, và đánh siêu phê luôn với quả súp này. Kích thước thì nó 1 2 3 4, nó khoảng tầm 1m1, gần 1m1. Khá to, khá gấu đấy. Quả này nặng khoảng hơn 1 tạ một chút. Đấy, còn về cái tay Azay. Tay Azay em sẽ chia sẻ với các bác cái tay này. Tay của nó là LA series các bác nhá, mã ET210. Giờ mã S của nó là 800W các bác ạ. Sử dụng 2325 và một chiếc 750. Đây. Này các bác này, rất xịn. Đây, em có tháo một chiếc cho các bác cùng xem. Thì nó sử dụng 2325 neo các bác nhá. 2325 là côn 63 neo. Đấy. Chiếc là sử dụng chiếc từ 190, côn 76. Chiếc của BNC. Đấy, bát BNC. Đánh hay vô cùng luôn. Đây phần tần của nó đây các bác. Phần tần đây. Ôi dồi, đánh thì phê đến nóc luôn. Dàn này thì đúng thật với các bác, đánh phê đúng lên nóc luôn. Đây em mới cắm hai tay nhá. Dàn này thì nó có 8 tay. Đây, tay đây. Tay đều rất là đẹp các bác ạ. Nâu qua là rất là đẹp. Nó là sơn nhựa mà. Sơn nhựa, nâu qua rất là đẹp. Đây là hàng bãi thì em vừa về. Nói chung là với cái mức đầu tư. Cái mức đầu tư 130 triệu cho một dàn này các bác nhá. Có nghĩa là em sẽ tính vào 25 triệu một cặp tay. 25 triệu cầm một cặp tay. Có 4 cặp tay thì là 100 triệu và một cặp súp này là 30 triệu là 130 triệu. Đấy là khi các bác mua cả dàn nhá. Còn các bác muốn tách nẻ thì giá nó sẽ cao hơn một chút. Vì thực ra là bán thì lúc nào bọn em cũng nhập dàn và bọn em bán theo cả dàn thì nó sẽ gọn tiền. Và nó sẽ cái chi phí vận chuyển nó cũng mất một lần thôi. Chứ còn bây giờ mà bảo mà bán tách ra thì không có cái giá như vậy. Các bác nhá, em sẽ test cho các bác cùng nghe thử. Trời, nó đánh gì? Nó đánh thì phê. Đây, em sẽ buông lại cho các bác một đoạn. Ở đây thì em đang đánh một chiếc súp nhá. Đây, em đang đánh một chiếc súp dưới và một cặp full thôi. Và hiện tại em đánh vào một con đẩy rất là cỏ. Một con đẩy em thử đồ nhà em thôi. Đây, cho các bác xem này. Em đánh vào con đẩy thử đồ nhà em ấy nhá. Đây này. Con đẩy này thì nó chỉ có công suất khoảng 600-700W thôi. Bao nhiêu sò đây? Con này là 28 sò. 24 sò chứ.
Đấy, em đánh vào đẩy là mong bộ cái vang cỏ mà cho các bác nghe cái sao tiếng. Chưa nói đến nếu mà lên một bộ dàn gấu thì nó sẽ khiếp hồn luôn. Đấy, cho các bác nghe thử. Đấy, cho các bác nghe thử một đoạn. Rồi, ok nhá, gà to này. Các bác kéo tai nghe tiếng súp. Phê luôn. Em mới nói một câu là em rất ấn tượng với cái súp này, mà thực sự em quá ấn tượng với cái súp này luôn. À, tách rời thì em sẽ giá khác các bác nhá. Còn thường em sẽ muốn bán nó khiếp hồn thật, khiếp hồn thực sự luôn. Mấy con súp em khẳng định luôn với các bác, em bao cho các bác tất cả những cái con súp hàng mới luôn, loanh quanh khoảng 40 triệu ngoài đầu. Gặp con này tắt điện hết, được chưa? Tắt điện hết luôn, kể cả cho các bác đến 45 triệu luôn, 50 triệu luôn. Em không làm sự kiện chứ, em làm sự kiện em rất khoát em sẽ phải giữ lại cặp súp này để chơi. Hay quá, hay luôn. Phun nổi cũng sáng, sáng bay. Các bạn là phải nghe thực tế cơ. Nghe thực tế này thì nói thật là bây giờ em cứ khen nó quá thôi, nhưng mà nghe thực tế các bạn nghe nó quá khét luôn, quá hay luôn. Thực ra là nếu mà các bác gặp em ấy để mà đầu tư cái dàn này thì nó quá xứng đáng các bác ạ. Đầu tư một dàn này cộng hai con công suất với cả một con cốt chưa đến 200 triệu. Bao cho các bác chấp tất những cái bộ dàn mới luôn, chấp tất những cái bộ dàn mới khoảng 300 quay đầu. Khẳng định với các bác là một điều như vậy, không hay không lấy tiền, được chưa? Không hay trở đến nắp, không hay mang về, ok chưa? Rồi, bác nào có nhu cầu về bộ này cho alo cho em nhá. Hỗ trợ các bác lắp tận nhà, được chưa? Hỗ trợ các bác lắp tận nhà trong bán kính 200 cây kể từ Hưng Yên. Đấy.